Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay các bạn thì mình có vô tình lướt thấy có một bạn hỏi rằng nghe nói là cái con Libeta kết hợp chung với con Mira nó tạo thành một team leo map khá là mạnh. Nhưng mà các bạn không hiểu tại sao đối với bạn ấy, bạn dùng các bạn thì cái team này hầu như là nó chưa có bắt đầu trận đấu, nó chưa làm được gì, thì hầu như là con Libeta và cái con Mira của nó các bạn thì sẽ lăn đùng ra chết. Thì vậy cái nguyên lý hoạt động của team này nó như là thế nào? Vậy các bạn á, cái nguyên lý hoạt động cơ bản của team này nó là như sau: nó chỉ cần hai cái con hình thành nên cái team này là chính thôi các bạn, đó là cái con Libeta và cái con Mira. Thì cái con Mira của chúng ta nó cần được sống cho tới lúc nổ, và nó cần được nổ liên tục, đối phương sẽ liên tục bị dính CC và không phản kháng lại được team mình. Và để cho cái con Mira này nó nổ nhanh thì thường chúng ta sẽ có một vài cách như sau. Một là chúng ta kẹp vào con Rowan đứng gần cái con Mira để cho nó boost cho con Mira của chúng ta cái bình mana 400 năng lượng. Thứ hai là con Mira của chúng ta nó sẽ mang một cái cổ vật là cái sắt, hay còn gọi là cái máy lọc gió đó các bạn, giúp cho con Mira này nổ sớm. Thứ ba là chúng ta có thể kẹp vào một con ở Awakened Lyca 9 món nội thất, giúp cho con Mira này dễ dàng nổ và nổ sớm. Thứ tư là chúng ta có thể kẹp vào cái con Bét, đó là con sư tử bay, giúp nổ nhanh. Và thứ năm đó là chúng ta sẽ duy trì cái khoảng thời gian mà team địch bị khống chế đầu trận, hoặc là làm giảm cái tốc độ ra trận của team địch bằng việc là chúng ta sẽ kết hợp chung cái con Yorath và có thể kết hợp chung cái con Bét, đó là con vương miệng băng, để cho nó đóng băng toàn bộ cái địch lại. Thì đầu trận thì chúng ta sẽ có một khoảng trống để cho con Mira nó có thời gian tích nổ để cho nổ được trước khi team mình bị clear. Rồi, đó là về cái con Mira. Còn một cái lưu ý nho nhỏ liên quan tới con Mira nữa các bạn, là con Mira của chúng ta muốn thật sự mạnh và thật sự chơi được trong cái team mà team Lymeka thì con Mira của chúng ta bật đỏ mới xài ngon các bạn. Đây là cái trang bị cổ vật mình đã nhắc tới các bạn ha, đó là cái này, còn gọi là cái người buộc gió. Còn về bật thì con này bật đỏ xài mới bắt đầu ngon, và chúng ta sẽ up cái trang bị độc quyền cấp 30 cho con này. Khi mà lên trang bị độc quyền 30 thì nó sẽ có một hiệu ứng như sau: mỗi hiệu quả trị liệu còn thừa mà Mayra nhận được sẽ chuyển thành năng lượng, tối đa sẽ là 50 năng lượng mỗi lần. Và các bạn biết cái con Libeta của chúng ta nó là con tướng chuyên boost mana rồi các bạn, nó sẽ đặt những cái quả cầu ở đây, quả cầu và chúc phúc, thì nó sẽ hồi hồi máu cho cái con Mahira, và máu này sẽ chuyển thành mana cho con Mahira các bạn. Rồi, thêm cái chiêu này của con Libeta nữa, đó là đối với mỗi quả cầu chúc phúc được chủ động loại bỏ, người nắm giữ và Libeta sẽ hồi 100 điểm năng lượng, Libeta cũng sẽ hồi thêm máu bằng 300% quả tấn công của anh, và thời gian hồi chiêu của chúc phúc là nó sẽ tăng. Thì với cái cơ chế kỹ năng của con Libe này, nó sẽ boost mana liên tục và lại boost máu liên tục với Mahira cho cái con Mahira các bạn, và Mahira của chúng ta nó nhận được cái lượng mana đến từ vị trí của Libe cùng với bản thân nó với trang bị độc quyền cấp 30 thì nó sẽ liên tục nổ và nó sẽ xả nổ vào mặt đối phương. Còn cái con Libe của chúng ta thì sao? Với cái combo vừa rồi các bạn, thì Libe của chúng ta tác dụng chính và vai trò chính của nó thì như các bạn đã thấy, thì nó sẽ liên tục hồi nổ và hồi máu cho con Mira, và nó chuyển dịch sử dụng song sinh cân bằng để chuyển dịch lượng máu và đặt những quả cầu trừng phạt và tỉa từng kẻ thù một. Các bạn thấy cái con cái chế địch bên đây nè, nó đang bị dính cho quả cầu của con Libe, và cái con bị dính quả cầu đó thì nó bị chia máu với lại con Libe các bạn. Và khi cái con Libe nó đặt những cái số quả cầu lên đây thì các bạn thấy lượng đam nó duy trì nó nổ nè, cái địch bị dính đặt quả cầu xíu nữa nó sẽ ăn đam một hồi là nó đi chuyển dịch. Cái địch bên đây là bị dính quả cầu của con Libe này, các bạn thấy nha, lượng đam chủ yếu đến từ quả cầu của Libe nha các bạn. Nó sẽ đặt cầu liên tục, và khi nó số quả cầu thì lượng đam gây ra sẽ là rất lớn các bạn nhìn đó. Các bạn nhìn nó số quả cầu, nó nổ thì cái địch nó sẽ bị ăn đam hai này, ba, một này. Thoran đang bị dính quả cầu liên tục các bạn đó, rồi tiếp tục chuyển dịch quả cầu sang một mục tiêu yếu máu khác. Cứ như vậy thì cái con Libeta của chúng ta nó sẽ tiễn từng em một đi, với cái việc là sử dụng song sinh cân bằng để
tạo cái ngưỡng máu của kẻ địch với lại con mây ra và những đạn quả cầu liên tục gây ra. Đối phương sẽ gần như chết chay, quay sang tự tấn công lẫn nhau các bạn. Và việc bị ăn cầu của Libe thì Libe sẽ tiễn từng bạn một ra đi. Cái combo này nó hay á, là nó áp dụng được với rất là nhiều loại kẻ địch. Chỉ cần con mây ra khống chế được đối phương trước khi nó chết, con Libe tạo được nên chuỗi combo vừa gây đam vừa đặt cầu chúc phúc lên cho con Mayra. Và combo này nó không cần dùng tới cái con hải cẩu vũ vật để ta clear được đối phương các bạn. Đối với Beth thì mình sẽ nhắc lại Beth một xíu bạn nha. Thì chúng ta sẽ có một vài cái con Beth nó phù hợp trong cái team này như sau. Là các bạn có thể dùng cái con Beth Beth này để gia tăng thêm cái thời gian CC. Nếu mà cái con Mayra của chúng ta nó không đủ thời gian CC kia địch, có thể dùng con nhện nấm ma, có thể dùng bét kẹo, vương miệng băng như các bạn đã thấy, con cú cũng có thể xài, và kể cả cái con thằng sư tử bay này vẫn dùng được các bạn. Rồi, cái ngưỡng sức mạnh tối thiểu mà Libe của chúng ta cần là trang bị độc quyền cấp 30 và 3 món nội thất nha các bạn nha. Đây là ngưỡng sức mạnh tối thiểu mà Libe cần. Tất nhiên một cái con Libe full option trang bị độc quyền cấp 40, 9 món nội thất và ấn số 10 là quá ngon các bạn. Thì team này thì ngoài cái combo như sau thì nó có thể thêm bớt một vài cái con tướng khác nữa các bạn. Ví dụ thì đôi khi chúng ta sẽ cần một con Kaza trang bị độc quyền cấp 30 là cái con này cho vào để nó gia tăng thêm cái thời gian khống chế của con Mahira các bạn. Nếu mà team địch nó bị ngắt khống chế và nó trả đam được thì chúng ta sẽ cho một con Kaza vào để bổ sung thêm cái thời gian khống chế. Rồi, nếu mà Libe của chúng ta chết sớm quá, không có thời gian để tồn tại thì chúng ta sẽ cho vào một con Lucilla để bảo kê cho con Libe được một lần sống. Hay chúng ta sẽ thay bằng con Beth là con gấu trúc, con Banty Duty này các bạn. Chúng là tùy vào trận đấu mà chúng ta sẽ thêm bớt và cho thêm vào tướng này tướng kia. Canessa Blue là con key user của team này. Chúng ta có thể dùng trong rất là nhiều tình huống, nhưng mà trong tình huống này thì chúng ta có thể bổ ra. Và tất nhiên như mình đã giới thiệu qua, ở Wagon Lika là một cái option chúng ta có thể cho thêm vào, vừa boost thêm mana cho Mayra, vừa gia tăng thêm lượng đam đầu ra lên những cái kẻ địch bên phía bên kia chiến tuyến các bạn. Như là một trong những cái team leo tháp vua mình đang cày ở đây thì mình đang dùng cái con Wagon Lika, là cái con boost mana cho Mayra cũng là một cái con tướng gây đam phụ lên bên kia chiến tuyến các bạn nha. Rồi, cú đánh sao rơi, sau đó Mayra rơi xuống là gần như đã full mana rồi bạn, nổ ngay lập tức. Rồi, còn Kanisa Blue chủ yếu nó sẽ khống chế với bộ kỹ năng của nó, thì mặc dù một con bậc tím đi chăng nữa nó vẫn đứng tăng được trong giai đoạn đầu. Đủ đã quay rối và cầu kéo đủ thời gian cho con Mayra nổ lần một nha các bạn. Còn Lucilla thì tác dụng chính là bảo kê cái con Libe và quay rối hút đam các bạn. Miễn sao là cái địch đừng có đụng tới cái con Mayra của chúng ta là được. Đây là cách để chúng ta vận hành cái team Libeta và Mayra sao cho nó đừng chết. Rồi, về các bạn thì cách xếp team của cái team này thì các bạn sẽ luôn luôn xếp cái con Mayra nó đứng giữa đội hình để cho nó có thể nổ một lần 5 cái con tướng phía bên kia chiến tuyến. Cái con Libe thì có thể đứng sau đứng trước nhưng đa phần thì sẽ đứng sau. Kanisa và Ru sẽ đứng trước để ứng đam các bạn. Có thể cho vào Rowan hay không, tùy tình huống, nói chung là tùy tình huống mà chúng ta sẽ sắp xếp ha. Có Awaken Lika càng tốt, không thì chúng ta phải dùng một con sư thường để đứng tăng. Con sư thường có thể đứng tăng được trong tình huống này các bạn. Trong tình huống này cái con sư thường nó tăng rất là tốt, tại vì nó miễn nhiễm được vài giây thì nhiêu đó là đủ để cái chuỗi những cái con tướng phía sau kia làm nên cái chuỗi combo của mình các bạn đó. Nó miễn nhiễm được vài giây là quá đủ rồi các bạn. Mayra nổ được và nổ liên tục là coi như chúng ta sẽ win. Đối với newbie các bạn thì chúng ta sẽ không có một cái con Mayra bậc đỏ, do đó thì nó sẽ khá là thiệt thòi so với ạc OD. Thì chịu khó sau này chơi chúng ta sẽ từ từ kiếm thêm các bạn. Những map đầu thì một con Mayra bậc tím là đủ rồi các bạn ha. Chủ yếu chúng ta cần một con Libeta xịn sò. Chúng ta cần một con Libeta xịn sò hơn. Còn một con Kanisa Peru bậc tím và một con Mayra bậc tím là đủ xài, hợp chung với một con Rowan và một con sư tượng là cái chuỗi combo này có thể được hình thành. Tuy nhiên nó sẽ hơi kén cái địch, các bạn cứ lựa chọn những cái địch nào mà nó không có nhảy ra sau lưng á. Về phần cái địch thì các bạn lưu ý một xíu, nếu mà cái địch nó nhảy sang sau lưng của con Mira
thì lúc này may ra của các bạn nó sẽ không nổ lên năm con tướng phía bên kia cái địch được đó các bạn lưu nha. Các bạn hãy chọn mục tiêu cái địch đó nào mà nó dễ ăn, ví dụ như ở đây thì các bạn có thể thấy là bắt đầu trận chiến may ra của mình ngay lập tức nó bốc hơi dù nó có ba cái tay sai bổ sung vào lượng máu. Bạn bạn có thể thấy ở đây may ra của mình nó ngay bị lập tức bị bốc hơi chưa kịp làm gì, thì các bạn có thể điều chỉnh cái địch cho nó các bạn nha. Rồi khó quá không làm được gì thì các bạn có thể điều chỉnh team, bạn có thể điều chỉnh team giống vậy. Các bạn nên chọn lựa cái địch làm sao mà để cho may ra của chúng ta còn sống và nổ được lên 5 mục tiêu phía bên kia chiến tuyến là được. Chỉ cần nó nổ được các bạn thì Libeta phần còn lại là Libeta sẽ lo. Đó, nổ được vào 5 mục tiêu phía bên kia thì phần còn lại Libeta của chúng ta lo. Phát đầu tiên chưa hồi đủ mana thì phát thứ hai thì đủ mana các bạn. Sau đó thì liên tục nổ và khống chế đối phương thì chúng ta sẽ có một trận chiến thắng vô cùng dễ dàng. Ok rồi, hy vọng cái video này hữu ích cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như là ủng hộ kênh các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye. Tính ra thì tới thời điểm này cái việc xâm tướng của mình nó vẫn rất là xu cả na các bạn. Nhân phẩm hiện tại nó đang không có xịn cho lắm. Rồi để mình nâng cái con bay bình thường lên một xíu các bạn. Lỡ lên đôi giày trước rồi.
Chơi mà chơi dấu tim cuối các bạn. If it would save my people, let Asperia burn. Shot you got. Thử xíu các bạn. Save my people. Let Asperia burn. Everything in existence abides by an established order. Shot you got. I am at your service. I stand true to my oath to safeguard and shield my homeland. From the ashes, I rise again. Hơi chấp nhận. Ok, rồi bà mình xin phép đó nha. Bye bye.